Chào mừng bà con đã trở lại với kênh chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi của chúng tôi. Thì chào mừng sự trở lại của bác sĩ Trần Anh Quân nhỉ. Dạ vâng, chào anh. Thì đến với chương trình hôm nay thì tôi nhận được rất nhiều comment, câu hỏi của bà con chăn nuôi về cái bệnh rụt mỏ vịt. Dạ vâng. Bác sĩ có thể chia sẻ đôi chút về căn bệnh đó được không? Dạ sẵn sàng. Dạ. Thưa bác sĩ. Một cái câu hỏi rất là hay. Anh hỏi về cái bệnh gọi là rụt mỏ vịt. Tức là cái bệnh này nó chỉ có trên con vịt thôi. Đấy, thưa bà con chăn nuôi là như vậy. Thì bệnh rụt mỏ vịt là được gây ra bởi virus. Đã gọi là virus thì bà con phải thấy là nó không có cái thuốc điều trị đặc hiệu. Thế về cái bệnh này thì cái một cái triệu chứng nhìn rất rõ là vịt cái mỏ con vịt nó rụt lại. Đấy. Nó làm cho con vịt khó lấy thức ăn hơn hoặc không ăn được. Đấy. Thế thì cái bệnh này là như đã nói từ đầu rồi là không có kháng sinh điều trị mà chỉ có thuốc phòng thôi. Phòng chúng ta có hai vấn đề. Một là vaccine. Thì vaccine phòng cái bệnh rụt mỏ vịt hiện nay thì bà con hãy liên hệ với cái trạm thú y tại nơi bà con chăn nuôi. Đấy. Thì sẽ được cung cấp cái vaccine này. Thế còn một cái phần nữa, đó là phần mà vệ sinh cái môi trường. Đây là một cái phần rất quan trọng. Sau khi mà chúng ta, kể cả chúng ta có tiêm được vaccine thì nó cũng bảo hộ đâu đó được khoảng 90%. Đấy là chúng ta tiêm đúng, tiêm tốt đó. Chứ còn nếu mà chúng ta tiêm không tốt thì chưa chắc đã đạt được cái mức độ đó. Đấy. Chính vì vậy cho nên là có những bà con hỏi tôi là tôi đã từng tiêm rồi mà tại sao nó vẫn bị. À đấy, thì có thể là chúng ta tiêm sai hoặc là chúng ta tiêm nó chưa chuẩn. Thì sau đây á, thì chúng tôi sẽ, sau cái video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu về với bà con về cái cách tiêm vaccine thế nào là đúng. Đấy. Còn bây giờ thì xin giới thiệu với bà con về những cái thuốc mà bổ trợ cũng như là cái thuốc mà sát trùng cho cái bệnh này. Cái bệnh này thì đặc biệt là do virus cho nên là chúng ta rất chú trọng về cái vấn đề sát trùng chuồng trại. Đấy. Sát trùng chuồng trại thì cũng như những cái lần trước chúng tôi đã nói trên những cái video trước rồi. Đó là tốt nhất là chúng ta nên dùng vi mê công. Cái này vi mê công là diệt virus, vi khuẩn, nấm mốc. Thì cái này pha nước. Trong đó thì nhà sản xuất đã giới thiệu rất rõ trong cái toa hướng dẫn. Đấy. Một là có thể chúng ta phòng bệnh thường kỳ. Đấy. Pha bao nhiêu, thế rồi chúng ta phòng bệnh mà đang có bệnh xảy ra rồi thì nó là bao nhiêu. Đấy. Một cái thuốc nữa, đó là cái thuốc iodine. Hôm trước giới thiệu rồi, hôm nay lại giới thiệu lại để cho bà con rõ hơn. Thì cái này cũng diệt được cái virus, vi khuẩn. Thì chúng ta cũng pha theo cái tỷ lệ của nhà sản xuất đã hướng dẫn trên nhãn mác. Và mua đúng. Thí dụ như tôi nói là mua đúng là như thế nào. Thí dụ như trên này người ta ghi ở đây là 10%. Iodine 10%. Chúng ta bật nắp ra. Chúng ta quan sát bằng cái mắt thường của chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái sản phẩm rất là đặc. Đấy, còn có những cái sản phẩm mà họ người ta pha loãng hơn thì đương nhiên là chúng ta sẽ mua nó sẽ rẻ tiền hơn một chút. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ pha nó phải cao hơn, đâu đó thì nó cũng như nhau thôi. Thì đây là cái hai cái sản phẩm mà để dùng cho sát trùng chuồng trại, cái khu vực nuôi của mình. Đấy. Một cái phần rất là quan trọng nữa đó là tăng cái đề kháng. Tăng cái đề kháng lên. Thì chúng ta phải tăng cái đề kháng lên. Trên cái các cụ hay thường nói là nhân cường thì tật nhược, đề kháng nó phải tăng lên thì bệnh tật nó lui. Thì chúng ta dùng cái vitamin tổng hợp. Đấy. Chúng tôi giới thiệu với các bác anh chị là một cái loại vitamin tổng hợp, ví dụ như cái Vimecat. Thì cái dạng này có cả dạng tiêm, dạng uống. Đó, nó rất dễ. Đấy. Thế mà một cái lưu ý cho cái vấn đề dùng cái thuốc bổ trợ là chúng ta phải dùng như thế nào, là dùng từ lúc con vịt nó còn khỏe. Đấy. Chứ còn coi khi mà cái đàn vịt nó đã mỏ đã rụt lại rồi, thế thì chúng ta chỉ có tiêm được thôi. Chúng ta dùng cái loại tiêm thì chúng ta tiêm, chứ còn cái loại uống thì hoặc trộn thức ăn ấy thì nó kém đi. Đấy, do nó không ăn được. Đấy, hoặc là nó ăn nó rơi vãi thức ăn là nó không đủ. Chính vì vậy cho nên là không bổ sung đủ cái lượng vitamin cần thiết cho cái quá trình đó. Đấy. Thì trên đây thì chúng tôi đã giới thiệu cho các bác, các anh chị về một số vấn đề trên cái bệnh rụt mỏ vịt. Thế là hết rồi, xin cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ câu hỏi nào tốt nữa cho bà con. Anh cứ đặt câu hỏi chúng tôi xin trả lời. Dạ vâng. Thì
Xin chào bà con, cảm ơn bà con rất nhiều. Bà con có thắc mắc gì thì gửi về comment để chúng tôi có thể làm tiếp chương trình tiếp theo cùng bác sĩ. Dạ vâng, xin chào bà con, xin chào anh.